Chào mừng đến với Amway Việt Nam. Để gia nhập cùng Amway, bạn cần thực hiện 3 bước. Bước 1, ký hợp đồng nhà phân phối. Bước 2, học chương trình đào tạo cơ bản. Bước 3, cấp thẻ thành viên. Trước khi ký hợp đồng, bạn cần chuẩn bị 7 thông tin cơ bản sau: chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực của người làm đơn và của vợ hoặc chồng nếu cả hai cùng đăng ký. 2. Một hình 3x4 của người đứng đơn chính và một hình 3x4 của vợ hoặc chồng nếu cả hai cùng đăng ký. 3. Thông tin tài khoản ngân hàng, lưu ý, không yêu cầu cung cấp bản sao hoặc bản chụp tài khoản ngân hàng. 4. Số điện thoại di động chính chủ. 5. Địa chỉ liên lạc. 6. Bảo trợ trực tiếp. Trong trường hợp chưa có bảo trợ trực tiếp, vui lòng liên hệ Amway gần nhất hoặc tổng đài 1800 1700 để được hỗ trợ. 7. Hợp đồng có đầy đủ chữ ký và được điền thông tin tài khoản, số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, bảo trợ. Bạn có thể chọn một trong 3 cách liên lạc với Amway để hoàn tất hồ sơ đăng ký. Cách 1. Đến trực tiếp các cơ sở của Amway Việt Nam. Cách 2. Gửi hồ sơ đến Amway qua nhà phân phối bảo trợ trực tiếp. Cách 3. Gửi hồ sơ đến Amway gần nhất qua đường bưu điện. Lưu ý, Fatto Cafe không nhận xử lý hồ sơ qua đường bưu điện. Bạn đến trực tiếp trung tâm phân phối, trung tâm hỗ trợ kinh doanh Fatto Cafe. Bạn có thể đem tất cả giấy tờ, thông tin đã chuẩn bị đến trực tiếp cơ sở Amway Việt Nam để được hỗ trợ ký hợp đồng nhanh nhất. Sau khi ký hợp đồng, bạn sẽ nhận tài khoản học chương trình đào tạo cơ bản 8 tiếng ngay. Bạn hãy hoàn tất chương trình đào tạo cơ bản 8 tiếng trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo cơ bản, Amway sẽ cấp thẻ thành viên và gửi về địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời, quyền đặt hàng và bảo trợ của bạn sẽ được kích hoạt ngay. Bạn gửi hồ sơ đến Amway qua nhà phân phối bảo trợ trực tiếp. Bạn hãy cung cấp bản sao, bản chụp giấy tờ và thông tin của bạn cho nhà phân phối bảo trợ trực tiếp. Ký hợp đồng với Amway cùng nhà phân phối bảo trợ. Nhà phân phối bảo trợ sẽ hỗ trợ bạn gửi hồ sơ và tất cả những giấy tờ cần thiết đến Amway gần nhất. Amway sẽ gửi tin nhắn tài khoản học chương trình đào tạo cơ bản qua số điện thoại của chính bạn ngay sau khi Amway hoàn tất việc kiểm tra và nhập hồ sơ. Bạn hãy hoàn tất chương trình đào tạo cơ bản 8 tiếng trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo cơ bản, Amway sẽ cấp thẻ thành viên và gửi về địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời, quyền đặt hàng và bảo trợ của bạn sẽ được kích hoạt ngay. Bạn gửi hồ sơ đến Amway gần nhất qua đường bưu điện. Bạn hãy truy cập website www.welcometoamway.com và điền những thông tin cơ bản, tải bản chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hình 3x4, ký hợp đồng và tải một trang số 7 lên website. Đồng thời, gửi bộ hợp đồng về Amway Việt Nam qua đường bưu điện hoặc bạn có thể gửi toàn bộ hồ sơ về Amway Việt Nam nếu không dùng website để tải thông tin. Lưu ý, Fatto Cafe không nhận xử lý hồ sơ qua đường bưu điện. Tài khoản học chương trình đào tạo cơ bản 8 tiếng sẽ được gửi đến số điện thoại đăng ký của bạn ngay khi Amway nhận và hoàn thành kiểm tra hồ sơ. Hãy hoàn tất chương trình đào tạo cơ bản 8 tiếng trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo cơ bản, Amway sẽ cấp thẻ thành viên và gửi về địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời, quyền đặt hàng và bảo trợ của bạn sẽ được kích hoạt ngay. Mọi đóng góp và thắc mắc vui lòng gửi về hộp thư vnhelpdesk@amway.com.vn hoặc số điện thoại hotline miễn cước 1800 1700.